chào các anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Bếp Cô Minh. Hôm nay hãy cùng vào bếp làm với cô Minh món gỏi tép rong hoa đồng nội nha. Để làm món gỏi ngày hôm nay thì cô Minh đang sử dụng đó là bông điên điển nè và bông xoa đũa. Ngoài ra thì mình có thể thêm một ít là cái phần đu đủ bào sợi cũng như là một ít cà rốt để cho màu sắc nó được đẹp hơn và hấp dẫn hơn. Với cái tép rong thì ở mùa này thì lúc nào cũng có ngoài chợ, mình sẽ mua những cái con tép rong mà nó còn tươi như vậy nè. Hồi sáng cô Minh mua là nó còn nhảy soi sói luôn đó. Và mình sẽ bỏ vào trong chảo mình chiên nó lên. Bây giờ thì cùng bắt tay vào chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết nha. Những cái loại bông này thì mình sẽ lặt sạch sẽ hết, rửa sạch và sau đó là mình sẽ cho nó vào một cái tô. Và tiếp đến là cái phần đu đủ mình cũng sẽ bào sợi ra. Đu đủ thì mình lựa đu đủ là còn xanh hay là đu đủ nó mới hơi hườm hườm thôi. Đừng lựa nó chín quá thì nó làm cho cái phần đu đủ của mình ăn nó mềm, nó không có được giòn. Mình sẽ bào cái phần đu đủ này ra để mình có một cái ít cái phần đu đủ trộn vào trong cái gỏi. Cô Minh chuẩn bị phần thau nước đá nè. Mình bào hết cái đu đủ và mình sẽ ngâm vào trong đây. Ở cái phần trộn gỏi ngày hôm nay thì cô Minh sẽ sử dụng tắc để mình vắt lấy cái nước. Ở đây thì cô Minh sử dụng tắc, còn ở nhà thì các anh chị có thể là sử dụng tắc hay chanh gì cũng được hết nha. Phần cà rốt thì cô Minh sẽ cho vào đây là một muỗng canh đường. Cô Minh sẽ trộn đều lên cho cái cà rốt nó mềm ra nha. Mình để đây một chút cho cái phần cà rốt nó được mềm ra và mình vắt mình lấy cái nước. Rồi sắc luôn cái phần hành để mình phi hành luôn nè. Bây giờ là mở bếp lên, mình phi luôn cái phần hành. Sau khi bắt đầu dầu đã sôi lên rồi, mình sẽ cho cái phần hành vô. Sau khi mình đã chuẩn bị cái phần rau cũng như là đã phi hành rồi thì bắt đầu là cô Minh sẽ quậy cái phần nước mắm lên. Và cuối cùng mình mới bắt đầu mình chiên cái con tép lên nha. 3 muỗng canh đường, 4 muỗng canh nước tắc và 4 muỗng canh nước mắm. Tiếp đến là cô Minh sẽ cho vô đây một ít ớt đã băm ra. Mình quậy đều lên. Khi phần nước tắc đã có rồi, các loại hoa mình cũng đã lặt ra đây rồi. Mình sẽ vớt luôn cái phần đu đủ đã ngâm trong nước đá cho nó giòn. Mình trộn vô luôn. Kèm với là cái cà rốt mà lúc nãy mình cũng đã xóc với đường rồi đó. Thì mình sẽ cho vô luôn nha. Và một ít ớt sợi. Mình cũng sẽ trộn vô đây. Ớt này thì mình đã bỏ hết hạt rồi nên là mình trộn vô nó chỉ the the nhẹ thôi, nó không có cay nhiều đâu. Mình trộn nhẹ trước tất cả những cái phần này lên. Bước cuối cùng của mình sẽ là chiên những cái con tép này lên. Rồi sau khi dầu nóng rồi thì bắt đầu mình sẽ cho tất cả cái phần tép vô đây mình chiên nó lên. Cái phần tép này thì cô Minh không có lặt hết đầu, cô Minh để nguyên như vậy. Nhưng mà khi mình chiên giòn lên mình ăn là không có thấy nó sảm nữa mà nó rất là giòn và ngon. Rồi cho húng lủi vô nè. Và tiếp đến là cô Minh sẽ cho cái phần tép mình đã chiên giòn vô. Mè rang vàng, nước mắm. Và cuối cùng là mình sẽ cho một ít hành phi lên nữa. Với cái tên gọi tép rong hoa đồng nội thì các bạn thấy rồi đó. Ở trong đây nè, vừa có bông điên điển nè, vừa bông xoa đũa nè, rồi một ít đu đủ bào sợi nữa. Khi các bạn thưởng thức món này thì các bạn sẽ thấy mình như đang lạc về miền Tây sông nước. Hy vọng là với những cái chia sẻ của cô Minh thì các bạn sẽ có những cái món ăn tuyệt vời cho gia đình của mình. Nhất là một món này dành cho các bạn muốn giảm cân nữa đó nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chia sẻ kênh Bếp Cô Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.